Nghe đầu này nó quậy cái nha. Ôi quá trời quá, trời ơi có con cá. Dạ em xin chào cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà. Dạ hôm nay hai chú cháu em có mấy cây cần câu nè cả nhà. Hai chú cháu em đi ra ngoài vườn cắm câu đang kiếm cá để làm món ăn cả nhà. Dạ mời cả nhà cùng đi theo hai chú cháu em cắm câu nha. Hôm nay mình câu mồi dế. Cắm câu đằng dế phải sống. Móc cái lưỡi móc xuống này. Nói vậy nó còn sống, hai chân nó bươi, cá nó thấy lại nó lắp. Giờ này cũng tầm 6 giờ chiều rồi cả nhà. Hai chú cháu em ra vườn cắm vài cần câu. Thì tối em hai chú cháu đi thăm. Nhìn cái có ốc không Khang Nguyên? Ốc bu á. Hồ này ốc bu nhiều lắm á. Ốc này lặn rồi. Hồ này có muốn nhiều ha. Hy vọng là kiếm vàng cá lóc ha. Có nó là nó con cá lóc là tối nó đi săn mồi là nó gặp con dế này nó cựa quậy là nó táp. Táp ha. Nó khóa con dế ha. Dế còn sống cá lóc là nó chuyên môn là nó đi săn mồi thôi. Con nào chết là nó không ăn. Giờ mình 6 giờ mấy rồi nè. Giờ khoảng 8 giờ đi thăm ha. 7 giờ tối là được. Thăm mà mình thay liên tục vậy đó. Có cá lóc, cá tre nó cũng ăn. Hồi mình đi về nhà mình kiếm vài cây cần câu nữa ha. Sớm giờ mình được 5 cây phải không? 5 cây. Cái gì con? Con dế nó phải chạy vậy đó. Ừ, nhúc nhích cò quậy ha. Cò quậy. À, nó trốn rồi đó, nó trốn cũng được nữa. Mấy con cá lóc là hồi thấy là nó đớp à. Cá lóc có chơi mề lắm à. Mề. Kề đó của mình không? Cắm này có làm dấu để mình nhớ nha. Con mềm biệp nó kêu. Biệp kêu là 6 rưỡi. 6 rưỡi là nó kêu. Đúng 6 rưỡi là kêu nước. Nước rồng hay nước lên thì không quên, nhưng mà nó đúng 6 rưỡi là nó sẽ kêu. Biệp biệp kêu là nước lớn. Lớn đó. Ừ. Đúng 6 rưỡi là nó kêu đó. Tóc thấp xuống chút. Cái em bạn kia có ông anh ở sớm ông tưới cây. Giờ là 6 giờ mấy vẫn còn sáng ha. Đó,
bìm bìp, bìm bìp, bìm bìp nó bay, bìm bìp nó bay. Đây hả? Ừ, nó bờ này nè. Đó. Cho bảy bội. Nó không mới ụt á. Không có chỗ gặm quá, không tắm được nè. Tí nữa mình cắm xong mấy năm bằng công này cái mình về mình kiếm mười mấy 20 cân nữa mình đi cắm luôn. Sớm mình đi mình quên. Cắm xong này là mình về mình lấy đi cắm tiếp. Cái này quá im ha. Dạ bây giờ cũng là 8 giờ cả nhà. Thì hai chú cháu em đi ra đây thăm câu cả nhà. Hy vọng kiếm giờ ăn cá về mình làm món ăn, ăn cơm. Chưa hả? Chưa. Cắm chỗ khác à. Còn sống nè. Nó còn nhảy mà. Mới đục cái đùm đó. Đây mình phải đi thăm về. Không nên chạy. Cái chuối nó ngã. Khi mà nó ăn nó cuốn cần không đi luôn không ta. Nhớ đây có con có con cây đó, nãy con nghe cá nó vậy ụt ụt quá. Nhìn coi cần cần con đâu đây con cây nè. Con nãy con chiều con cắm đây một cây á. Cá giật cái cần câu con mới con bị ụt rồi đó. Cá nó mạnh dữ hả? Lóc mạnh lắm. Ừ, nó ụt rồi. Có con cá gì đó. Cá sặc, cá sặc không? Con gì dế còn không? Cắn nó có rễ nè, nó cắt hụt nè. Nó hụt sức cái đầu nè. Sức đầu luôn hả? À, nó chắc hụt. Là mình để tha cao quá hay sao ha? Nó cắt con dế nó chạy á. Ừ. Dế này nó còn sống á. Cắt hụt á.
ghim sâu sâu chút nữa. Giờ là mình cắm xíu rồi, nó ụt rồi. Giờ mình cắm đợt này như chút xíu nữa, tối tối mình được thăm lần nữa. Tính cá đốc rồi phải sang màu ban đêm. Giờ tụi em cắm là một lần thứ hai nữa cả nhà. Thứ hai nữa. Tiếng 2 tiếng sau là tụi em đi thăm một lần nữa. Đây là chân sụp hầm ạ. Không, mà để chụp hầm mà. Cá nó lội hả? Cá dù mình. Vô thấy không? Rồi đâu cũng thấy cá chứ. Đây là cá tự nhiên hết á. Cá sặc cái gì hả? Hả cái gì? Cá sặc cá rô rồi đó. Này chứ không có hay gì nó em rô vậy. Không có rồi. Hay ngồi nữa. Vườn này cái mấy cái hầm nhiều lắm đi, hay loạn quạng sụp. Giờ mình thăm sớm quá, thăm khoảng 11, 12 giờ đêm á, giờ đó. Có là nó quạt rồi, cái giọng hơi tổ hơi chiều quá. Chiều tán hơi chắc vậy. Nó quẩn quẩn mà mình nghe luôn á, mà không thấy dính câu ta. Đó đó. Mình cấm không ngay luồn á sao á hả?
cắm đại chứ không biết chỗ nào luôn. Chỗ nào đâu, ngay lùn chứ. Hên xui à. Tát sẽ lại hoàng độc chứ. Còn mấy cây nữa. Dễ yeah. Nó bu ngọn cây luôn, thua luôn ạ. Nó còn sống. Đâu, để xuống mặt nước hả? Để hơi hơi vậy hả? Hơi vậy đó. Nó táp mà. Con cá lóc mà nó thấy là nó táp xuống à. Đang cần nè. Phải không? Không phải. Bên đây con tấm 2 tuần nữa nè. Mất thiệt rồi ta. Hai rừng chỗ này mất tiêu rồi. Rừng cá nó lôi đó. Lôi sao mà lôi dữ vậy? Nó mạnh như vậy. Cái câu kính chiều được nó yếu. Cắm đây hai tuần nhỏ ràng. Nghe đùng đùng là thấy nghi rồi. Mất hai cần. Có khi không nhớ không? Không không. Dễ gì, con cắm nhiêu cần là chỗ nào là cũng nhớ chứ không ạ. Để chú nhớ khúc cây chỗ nào mà. Cây mục quá nó đớp đi vậy. Chị bên đây còn cây luôn. Ừ, chứ chỗ này nó sụp hoài rồi ta. Khổ quá trời. Sớm mà hai chú cháu em cắm câu này cả nhà. Vừa đi lại đầu kia nghe đầu này nó quậy cả nhà. Ôi, quá trời quá. Trời ơi. Có con cá, cá chê. Trời ơi, thấy nó quậy rõ ràng. Gãy cần luôn rồi. Ôi. Nhảy quá đó. Đã, quá đã, quá đã luôn rồi. Trời ơi. Nó quậy mình đầu kia mình nghe luôn mà. Ừ. Ủa đem ấy phải đem về nhà gỡ rồi. Đem vô bên sớm mình đem quên đem theo cái thùng ha. Để thùng trong nhà. Đừng con đầu tiên cả nhà ơi. Cá chê. Giờ này nó mới đi ăn. Giờ này nó mới đi ăn nè. Sớm đi thăm mình sớm ha. Mình thăm hơi sớm. Mình đi thăm câu lần hai. Rồi, không có dính con nào luôn. Dễ còn sống không? Dễ còn sống, thả luôn thôi.
Rồi ông có con nào luôn, thôi dở đem về luôn cả nhà. Bước xuống không ông ơi? Bước xuống là mình sao dính cái ngắt hả, dính cỏ hay gì vậy? Cỏ đi. À, cả nhà ơi, hôm nay hai chú cháu của mình á đi cắm câu được con cá chê à. Hôm nay thất thu rồi cả nhà ơi. Rồi hai chú cháu em lúc cần câu đem về nhà.